Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của em Định. Hiện tại thì em Định đang có mặt ở bờ biển Maryland, Quy Nhơn. Rồi thì video này em Định sẽ chia sẻ đến các anh chị cái hình ảnh vẻ đẹp của bờ biển Maryland nha. Cái vẻ đẹp của nó thì khó mà nói bằng lời được. Bây giờ em sẽ quay lại để các anh chị mình cùng cảm nhận nha.